Dù trời không mưa, thế nhưng hơn 16 hecta ruộng và ao của gần 200 hộ dân nơi đây luôn trong tình trạng ngập úng. Đất sản xuất ngập úng, mất tư liệu sản xuất, mất kế mưu sinh, trong khi những người dân sinh sống ở khu vực này đều đa phần sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, nay lại bị đè nặng về nỗi lo kinh tế. Đất thì đai, nước nhớn mênh mông, coi như trước cái, cái hai vụ bây giờ từ cái ngày làm cái đường bây giờ coi như cũng không không không, không cấy hái gì không làm được coi như bỏ hoang bỏ hóa thế này thế mà đất thì diện tích thì thì bỏ thế này coi như dân thì không có công an việc nào để bảo toàn thủy sản mỗi khi nước dâng bất đắc dĩ người dân cũng đã phải tự bỏ tiền mua lưới quay quanh các diện tích ao của mình tuy nhiên hàng nghìn mét vuông ao cá vẫn bị mất trắng người dân trong khu vực này cho biết cuộc sống của họ đang bị đảo lộn và trở nên điêu đứng Thế nhưng, dù đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Sống chủ yếu là về nông nghiệp, mà bây giờ ruộng ao đều phải bỏ hoang, không trồng cấy được gì, nó không còn cái thu nhập quá ảnh hưởng đến đời sống. Đề nghị cấp trên khơi thông cái dòng chảy để cho người dân lại tiếp tục sản xuất trồng cấy và làm sao hỗ trợ được cho bao nhiêu năm ngập lụt không trồng cấy được cái gì đấy thì hỗ trợ cho người dân về vấn đề này, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ được biết, trên cơ sở giả soát hiện trạng và kiến nghị của Ủy ban Nhân dân hai phường Him Lam và Nong Bua, ngày 16 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã có báo cáo số 71 kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên xin chủ trương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ một lần bằng tiền cho người dân. Cũng theo báo cáo này, sau khi thực hiện xong dự án đường 60m và hạ tầng khung, chủ đầu tư sẽ phải đảm bảo hoàn thiện phương án tiêu thoát nước trong khu vực. Chúng tôi đã lập cái phương án và đã báo cáo đề xuất với ủy ban tỉnh là cái phương án hỗ trợ cho các đối tượng này với cả tổng kinh phí là khoảng 1 tỷ 7. Về chủ trương thì hiện nay là ủy ban tỉnh cũng đã chấp thuận về mặt chủ trương. Thì thành phố cũng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan mà trực tiếp là đề nghị cho trung tâm phát triển quỹ đất là ngành đang tiến hành lập cái phương án hỗ trợ cụ thể cho từng hộ gia đình. Và chúng tôi cũng đã thông báo với cả bà con là cái phần việc cái tiến độ mà xử lý cái phần tồn tại này là sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 11 này. Khi nào dự án này mới hoàn thiện xong, khi nào lãnh đạo thành phố Điện Biên phủ mới quyết liệt triển khai phương án tiêu thoát nước, đảm bảo đời sống cho người dân vẫn là câu hỏi đang được cần có câu trả lời ngay bởi trong thời gian hiện tại miếng cơm manh áo đời sống của người dân vẫn đang bị treo lơ lửng còn số tiền hỗ trợ cho người dân thì vẫn còn đang nằm im trên giấy